Đây đèn trụ cổng bằng đồng, tại ánh sáng trắng này lắp ánh sáng vàng đẹp hơn. Bằng đồng kích thước 400 x 400, máy sần kiểu máy cổ điển. Đấy, nhìn rất là bóng, đảm bảo hàng chuẩn đồng, không phải hàng mạ nhé. Cái này là kỹ thuật để bắt vào cái trụ hoặc bờ rào. Đấy, mái rất là chuẩn, ngon, mối hàn rất tốt, đồng dày dặn. Đây, nó là dày cứng này, cứng không? Cứng, cứng. Đây mái đây, nhìn mái đây rất cứng không? Xem cái độ dày của cái đồng này. Rất là dày.